Ngày 3 tháng 1 năm 2022, mạng xã hội chia sẻ đoạn phim một vụ bắt trộm chó nhà dân gây bức xúc dư luận. Không còn là những nhóm người đi xe máy tay côn mà giờ đây trộm chó đã công khai hơn, manh động hơn khi đi hẳn ô tô để hành sự. Những hình ảnh này được camera an ninh ghi lại tại ấp Lào Táo Trung, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vào đêm ngày 1 tháng 1 năm 2022, hơn 23 giờ trên đường tỉnh lộ 7 xuất hiện một ô tô. Nhóm người trên xe phát hiện một con chó của nhà dân đang đứng bên đường. Người đàn ông ngồi trong ô tô chồm người ra cửa, dùng súng bắn điện tự chế nhắm về hướng con chó để trích điện. Bị trúng điện, con chó té ngã. Ngay liền đó, một người khác mở cửa phía trước ô tô vội xuống lôi chó bỏ vào ô tô. Nhóm người sau đó cho xe quay đầu lại và rời đi. Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Theo khổ chủ, con chó bị kẻ gian trích điện trộm mất nặng khoảng 15kg và được gia đình nuôi 5 năm. Thời gian gần đây, trộm chó rất manh động nên gia đình khóa cửa nhốt chó trong nhà. Nhưng con chó đã chui qua hàng rào và bị kẻ gian bắt trộm. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chưa đến công an trình báo mà chỉ gửi thông tin và đoạn phim ghi hình vụ trộm chó của gia đình cho một người có chức trách ở địa phương để thông báo có trộm trên địa bàn.